Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, được xem là quốc hoa của Việt Nam. Em mang trong mình những phẩm chất đáng quý, chịu thương, chịu khó, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngược lại, em vươn lên trong lầy, tỏa hương thơm ngát với sức sống mạnh mẽ đến kỳ lạ. Em mang trong mình nét tinh khiết đến vô nhiễm. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, cùng với chất liệu đất sét chịu nhiệt tốt lên đến hơn 1.300 độ C đã tạo nên tuyệt phẩm làng gốm, tượng trưng cho bản tính thân thiện, phong thái tao nhã, tinh thần vực dậy trong nghịch cảnh. Em chính là món quà tân gia tuyệt vời, như một lời chúc ý nghĩa gửi đến gia chủ. Cư trần bất nhiễm trần, ở lò gốm bụi bặm nhưng em vẫn tỏa sáng một cách kỳ diệu, trở thành bestseller với chi tiết đóa sen vàng 18K sáng bóng, hương thơm thanh khiết, ngọc diệp hồi cung, chính là em, bộ ấm trà Hắc Liên Hoa.